Chiều ngày 6 tháng 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nghi Xuân tổ chức hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và sơ kết 5 năm cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh Thái Ngọc Khải. Lãnh đạo huyện có Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hoàng Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bùi Việt Hùng và trưởng ban dân vận huyện ủy Trần Quỳnh Thao. Trong năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cùng các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội huyện Nghi Xuân đã phát động kêu gọi các tổ chức cá nhân quyên góp được hơn 5,8 tỷ đồng, thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19. Để khắc phục hậu quả do cơn bão số 9 gây ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cũng đã kêu gọi được trên 3,2 tỷ đồng ủng hộ bà con nhân dân Hà Tĩnh bị thiệt hại do mưa lũ đồng thời hỗ trợ xây mới 53 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở với số tiền hơn 3 tỷ đồng từ các ngân hàng, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Nghi Xuân còn phối hợp với các tổ chức thành viên quan tâm đến công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo với tổng số tiền quà trị giá 1,2 tỷ đồng. Trong năm 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng gắn với cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nguyễn Văn Hiếu đã đánh giá cao kết quả các phong trào của công tác mặt trận năm 2020, đồng thời đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc các cấp cần tích cực hơn nữa trong công tác xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là xây dựng huyện Nghi Xuân trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu, tích cực tuyên truyền công tác tuyển quân, động viên con em lên đường nhập ngũ, phối hợp chăm lo Tết cho người nghèo năm 2021, tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại lễ tổng kết, Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện đã trao tặng bằng khen, giấy khen cho 35 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác mặt trận năm 2020.